trân trọng kính chào quý vị khán giả thân mến và các bạn thân mến. Hôm nay ngoài trời nó cũng hôi hôi, không có ánh nắng. Các bạn thấy đường phố ở bên Mỹ đó, nó rộng mà nó sạch sẽ như không. Cái khu này em đang đi đó là cái khu ở dưới thành phố Golden Road. Hiện tại là trên đường là đường New Hope. Đường New Hope chạy tới đường Golden Road là hết đường rồi nha các bạn. Thì ở đường trước đó là nó cuối đường rồi. Các bạn hôm nay có khỏe không? Hôm nay em sẽ nói về cái vấn đề mà tiền 1.200 cái đợt 2 đó, thì tí nữa em sẽ nói về cái vấn đề đó cho các bạn xem. Thì bây giờ đó thì mình đi dạo một vòng coi đường phố ở đây nó như thế nào. Ở bên Mỹ này đó, mình lái xe là phải đúng luật đàng hoàng. Cái thời buổi Covid này đó, làm không ra tiền đó các bạn, nếu như mà để mà cho bị phạt đó thì nó sẽ không hay. Mà nếu như mà mình bị phạt mà về traffic á, mà mình bị 3 điểm á trong 1 năm á, thì nó sẽ treo bằng lái mình luôn. Cho nên mình phải cẩn thận. Khi mình bị phạt đó là cái lần đầu tiên đó, thì họ sẽ cho mình cơ hội để mình đi học. Nếu như mình học á thì mình sẽ xóa đi cái điểm đó. Còn mình đừng cố gắng làm sao đừng có để cho 1 năm bị phạt 3 điểm. Hình như là mỗi năm á nếu thì xóa cho mình 1 điểm. Thì khi mà mình bị điểm đó thì cái bảo hiểm mình á, các bạn biết không, nó sẽ lên. Khi mà bảo hiểm lên á thì mình sẽ đóng mắc tiền lắm. Cho nên mình chạy xe đó mình chỉ cần chạy đúng luật thôi, đừng không cần gấp, không cần gì cả. Tại vì mình có gấp đó thì mình cũng cũng tới nơi sớm hơn được vài phút thôi, chứ không có phải là tới sớm hơn nhiều. Mà mình chạy gấp á là mình rất là nguy hiểm cho vừa cho mình mà vừa cho cái người đối diện đối phương của mình nữa. Các bạn thấy đó, giờ này ở ngoài đường cũng còn rất là vắng xe chứ không đến nỗi đông. Cái khu ở đằng trước đó là hôm trước họ biểu tình đó các bạn. Cái khu này đó là cái khu lúc trước họ biểu tình ở đây. Thì sao hình như là sắp tới đây sẽ có một cái biểu tình nữa, em quên ngày nào rồi. Cũng biểu tình về cái mà kỳ thị đòi lại công đạo cho anh da đen. Thì giống như hôm qua em có nói có một anh da đen mới nữa đã bị ngộ sát bởi cảnh sát đó. Thì hôm qua họ cũng đã biểu tình về về cái anh đó ở bên Atlanta, Georgia. Ở đây họ đang sửa đường nè các bạn. Em định quẹo vô đây mà không biết họ có cho mình quẹo vô không. Rồi, không cho quẹo. Đóng đường rồi. Ở đây đó là có cái Home Depot. Đây là những cái đường mà nhỏ bên trong. Các bạn thấy ở đây đó, cái đường xá nó rất là đẹp phải không? Và ở đây mình có thể vào bên khu bên kia được, chắc để mình đi thử. Họ không có cho qua bên đó. Bây giờ thì mình chạy ra đường này. Khu này là cái khu biểu tình lúc trước có hàng ngàn người xuống đường biểu tình đó nha các bạn. Và cái khu này cũng là một cái khu nổi tiếng lúc mà cái trò chơi, cái game Pokemon đó các bạn. Bây giờ mình vô đây. Hai bên lề đường đều treo cờ Mỹ hết, vì chừng khoảng 2 tuần nữa thì sẽ có lễ độc lập Independence Day. Cái khu này á là giống như một cái rất là nổi tiếng ở Golden Road. Chỗ này là chỗ main, cái đường này đường đường main. Nó có rất là nhiều tiệm ở đây, chẳng hạn như tiệm quần áo của anh
anh Huy Khiêm nè, tiệm cà phê 102 bên kia đường á, là có tiệm Costco. Thì để em nói về cái vấn đề mà cái check nha. Các bạn biết không? Theo cái thông tin của trên đài mà CNN á, là một trong những cái công ty truyền thông rất là lớn của Mỹ, thì công ty cái đài CNN cho biết đó là hiện nay có khoảng đâu 11 triệu người có thể đã quên đi cái cơ hội của mình, miss đi cái cơ hội của mình xin cái tiền mà 1.200 đợt trước, đợt đầu đó các bạn. Thì tại vì sao mà họ quên, họ miss tức là họ bị mất đi cơ hội đi. Tại vì có một số người họ không có khai thuế, khi mà họ không có khai thuế mà họ muốn được cái tiền này đó, thì theo cái thông tin của bên CNN nha, thì họ phải vào trong cái website của IRS á, để mà điền cái no filer, tức là mình trong cái thời gian năm 2019-18 á, mình không khai thuế, thì mình vào đó mình điền vào cái đó thì họ sẽ cho mình cái tiền. Nhưng mà có khoảng 11 triệu người họ không có điền cái đó, cho nên nó rất là mất đi cái cơ hội cho họ. Thì theo cái thông tin mà mới nhất em nhận được đó, thì cái đợt check mà đợt kỳ 2 này đó, thì họ vẫn còn ngâm ở đó, họ chưa có đem ra để mà xem xét. Có một người ở trong đảng Republican là dân chủ phải không? No, Republican là cộng hòa. Để em xem coi có phải Republican là cộng hòa hay không. Tại nhiều khi quên. Đúng rồi, Republican là cộng hòa. Thì trong cái đảng cộng hòa đó có một người nào đó trong đó họ nói rằng cái luật mà Hero Act tức là anh hùng đó là đã chết trên đường tới cái Senate là thượng viện. Thì có một người trong đó nói đó là cái luật mà để bầu cái luật mà để mình cho mình cái Hero Act đã chết trên đường đi tới, tức là họ nói là họ sẽ ý của họ nói là họ sẽ không có chấp nhận cái việc đợt 2. Nhưng mà cái cơ hội nó rất là mỏng manh nha các bạn. Thì nhưng chỉ rằng cái cơ hội nó rất là mỏng manh, nhưng mà mình vẫn còn hy vọng để mà họ cho cái đợt 2. Tại vì đó, hiện tại bây giờ tuy rằng có mọi việc đã hoạt động lại rồi, nhưng mà có nhiều người vẫn suy sụp. Thì chẳng hạn như có một số người họ, em thấy có một số em ra Bosa đó, em thấy có một số người Việt Nam chúng ta đi ra đường lang thang ngoài đường, chắc có lẽ là vì cái ảnh hưởng nhiều quá cho nên bị mất nhà mất cửa chẳng hạn. Thì em có thấy một số người đi ra ngoài đường lang thang, tức là những người mà vô gia cư đó các bạn. Em thấy có những người mà mớ thôi, tại vì họ nhìn mặt họ đó vẫn còn sáng sủa, còn sáng lắm, nhưng mà họ phải đẩy những cái xe đi chợ, để đựng quần áo của họ trên đó đó, họ đi đẩy lang thang ngoài đường gì đó. Có một người cũng đang còn xài điện thoại nữa, thì chắc có lẽ họ mới bắt đầu bị vô cái giờ cảnh mà vô gia cư thôi. Thì tuy rằng cái tình trạng rất là nhiều người đã không biết, em có biết có hãng xưởng nó có đi làm lại chưa hay làm lại hay chưa, nhưng mà có một số tiệm nail thứ sáu này sẽ được mở cửa. Và có rất là nhiều người hiện nay vẫn còn đang thất nghiệp, tới mấy chục triệu người lận. Thì cho nên đảng dân chủ đã đưa ra cái quyết định là cái luật đó, cái điều kiện đó là cái Hero Act, cái package đó, cái gói đó 3.000 tỷ là để cho giúp đỡ cho những người mà hiện nay trong tình trạng khó khăn. Thì ai mà chưa biết á, cái package này đó là giúp cho những người mà hiện nay đang ăn tiền thất nghiệp 600 đồng một tuần của liên bang đó các bạn, thì sẽ kéo dài cho tới tháng 1 ngày 2021 hoặc là tới khi có việc làm. Thì hy vọng cái Hero Act này đó thì sẽ được thành công, sẽ được thông qua. Và nó khác biệt với là cái đợt 1 như thế nào. Cái đợt 1 đó thì chắc có lẽ là một số lớn đã nhận được cái tiền 1.200 rồi. Cái đợt 1 đó là dưới 17 tuổi được 500 đồng nha.
Và những người mà đi làm đó là dưới 75.000 á thì được 1.200, và hai vợ chồng nó trên dưới 550.000 á thì được là hai người thì được 2.400, thì cộng thêm mỗi người con trong gia đình á là 500 nữa. Còn cái đợt 2 đó nó khác một chút xíu, đó là nó có thể xin, nếu như mà thông qua đó thì xin cho 600 đồng một tuần, được kéo dài cho tới tháng 1. Và xin cho những người mà những chủ nợ nhà mortgage này đó sẽ được duy trì thêm nữa, sẽ được tiền hỗ trợ cho từ chính phủ, và tiền điện, tiền này tiền nọ đó nha các bạn. Và những người mà nhận được cái đợt 1 tiền 1.200 đó thì đợt 2 đó cũng nhận được 1.200, nhưng đặc biệt như cái này là những người mà dưới 17 tuổi trong nhà mình thì không phải là nhận 500 nữa, mà là nhận tới 1.200, nhận tới 1.200 nha, nhận tới 1.200. Thì thí dụ như mỗi gia đình đi có thể nhận tối đa được 6.000, là cho 5 người. Thí dụ mình có 6 người nhưng mà họ cũng cho 5 người, 7 người mình và họ cũng cho 5 người thôi, thì đó là như thế nào. Đó là thí dụ như bây giờ là mình có hai vợ chồng, hai đứa con, hai vợ chồng là đợt 1 mình đã được rồi đó, thì đợt 2 này đó thì mình sẽ được hai vợ chồng thì được 2.400, và cộng thêm 2.400 của hai, có hai đứa nhỏ là 4 người, tức là 4.800. Nếu như mà được 5 người á thì được 6.000 chọn luôn, 6.000 là tối đa. Nhưng mà cái cơ hội để mà được cái đợt 2 này đó nó rất là mỏng manh, nhưng mà chưa chắc là sẽ không có, thì mình cứ tiếp tục mình chờ có tháng 7 này như thế nào. Tại cuối tháng 7 này, ngày 31 tay bắn tháng 7 này, là những người nhận 600 đồng đó sẽ không được nhận nữa. Nhưng mà có một số người họ làm neo thì thứ 6 này là của Cali nha, họ sẽ được đi làm lại. Còn những cái tiểu bang khác đó thì họ đã đi làm rồi, thì chỉ có riêng Cali là bắt đầu thứ 6 này mới được. Nhưng mà có một số quận chưa được mở cửa lại, hình như là quận Fresno, thêm biết á, là quận Fresno trên miền Bắc Cali đó, là tiệm nail vẫn chưa được mà vẫn chưa được mở cửa nha các bạn. Cái đó theo thông tin em nhận được, thì hy vọng rằng cái con COVID này sẽ sớm tan đi, nhưng mà cũng hơi rất là mỏng manh luôn các bạn ơi. Bây giờ đó ra đường đó có nhiều chỗ mà các bạn đi những cái khu mà Mỹ trắng nhiều đó thì họ không có đeo khẩu trang nữa. Có một số không đeo khẩu trang, rồi mình đi những khu mà Á Châu họ vẫn còn đeo khẩu trang. Những người Mỹ đó thì họ cũng không có đeo khẩu trang. Em chưa qua khu bên Trung Quốc cho nên em chưa biết. Ở đây gần em cũng có cái khu người Trung Quốc ở cũng khá đông, nhưng mà em chưa có đi tới đó. Thì hy vọng rằng á cái đợt 2 này, cái check mà đợt 2 này đó sẽ được thông qua. Khi mà thông qua đó thì sẽ giúp được cho chúng ta thêm một cái số tiền, và giúp được cho những người đang thất nghiệp sống được kéo dài cho tới tháng 1 năm 2021. Thì những người nào mà đang được hưởng tiền thất nghiệp đó thì nếu như mà mình đi làm lại thì có lẽ là mình sẽ mất, chứ họ không có cho mình vừa đi làm mà vừa được hưởng tiền thất nghiệp đâu. Thì cái đó là cái theo cái thông tin em nhận được. Thì bây giờ sẵn đó em cập nhật luôn cái thông tin về cái con COVID này nha. Cái COVID này đó hiện nay nha, hiện tại bây giờ là có cả thế giới luôn, là có khoảng 8.157.000 người đã bị nhiễm, và có khoảng 440.000 người đã bị chết nha các bạn. Cái đó cả thế giới. Còn riêng nước Mỹ là có khoảng 2.187.000 người đã bị nhiễm, và có khoảng 118.000 người đã chết. Cái số mà lượng mà chết ngày hôm nay á chỉ tăng lên có 152 thôi, tức là có thể là đã có thuốc trị. Để em xem lại. Và cái số lượng mà hồi phục đó của nước Mỹ đó hiện nay là có khoảng 890.000 người đã hồi phục nha các bạn. Cái số lượng mà ca nhiễm á nó cũng nó tăng chậm hơn là thường xuyên. Thì hiện nay bên New York là có khoảng 405.000 người đã bị nhiễm,
Và ở California là đang đứng hàng thứ 3, đứng sau thằng New Jersey. New Jersey là đứng nhì. Bên New Jersey có khoảng 169.000 người đã bị nhiễm. Và California có khoảng 155.000 người đã bị nhiễm. Và có khoảng 5.119 người đã bị chết. Thì cái số lượng này nó vẫn tăng, nhưng mà nó tăng rất là chậm. Và cái số lượng những cái người mà chết đó, nó vẫn tăng, nhưng mà mỗi ngày có thêm chừng đâu 100 mấy người chết, thì coi như là nó đã chậm lại rồi. Thì cái đó là một cái việc tốt thôi. Và hiện nay ở California, quận Los Angeles là có khoảng 73.791 người đã bị nhiễm ở quận Los Angeles, và có khoảng 2.900 người đã bị chết. Quận Riverside có khoảng 11.285 người đã bị chết. Đâu không phải, đã bị nhiễm và có khoảng 384 người đã bị chết. Xin lỗi nha, tại vì em vừa nói chuyện mà em thấy cái tiệm cà phê trước có nhiều người ra vô mua đó. Em thấy chắc em đang nghĩ trong đầu chắc tiệm cà phê này ngon rồi nha. Em thấy nãy rồi em đậu đây em nói chuyện không đó, nãy rồi cũng là cả chục cái ly cà phê người ta bán rồi đó. Thì tí nữa chắc em phải vô thử. Ở đây anh này anh mua thêm 2 ly cà phê nữa đây nè. Có thể tiệm cà phê này rất là ngon. Tí nữa em sẽ thử. Cho nên vừa đọc cái này đó mà vừa nhìn người ta đem cà phê ra đó thấy mà ham quá. Cho nên em đọc chật hết. Hiện nay nha, ở San Diego có khoảng 9.610 người đã bị nhiễm và có khoảng 320 người đã bị chết. Quận Orange, quận Cam đó nha các bạn, có khoảng 8.759 người đã bị nhiễm và có khoảng 221 người đã bị chết. Thì cái đó là cái tình hình hiện tại. Ngày hôm nay là ngày thứ 3, ngày 16 tây thứ 3 rồi, 16 tây tháng 6 thứ 3. Và 2 ngày nữa là ngày sinh nhật của mẹ em. Wow, lại tới ngày sinh nhật. Mà mẹ thì đâu có còn ở đây nữa. Thì những người nào mà còn mẹ thì hãy yêu thương mẹ mình. Hôm qua thì có một cô tâm sự với em. Mà cổ vừa tâm sự với em, cổ buồn, cổ khóc, nhưng mà em không có trả lời lại được nhiều, vì lúc đó em đang đọc những cái tin tức để mà cập nhật cho các bạn. Thì cổ mới tâm sự là con của cổ đã nên người, đã thành công hết rồi, nhưng mà không có ai mà thương cổ cả. Thì nhiều khi tới nhà chơi đó cũng bị con cái đuổi về. Thì các bạn biết, khi mà em nói tới người mẹ, em mong rằng các bạn hãy hiểu rằng cuộc đời này không ai thương con bằng mẹ. Cho dù mình thành công, mình cũng đừng có quên ngày hôm nay mình có là ai ban cho mình. Hôm nay mình có được, tức là cha mẹ mình nuôi lớn mình mới có được ngày hôm nay. Nếu như cha mình cứ nghĩ tới cha mẹ mà bỏ rơi mình, thì làm sao mình có được ngày hôm nay? Ai nuôi mình từ lúc nhỏ? Ai nuôi mình dẫn mình đi học? Ai ru mình ngủ? Ai thay tã? Ai chùi đít? Ai chùi này cho mình lúc mà mình còn nhỏ? Cho nên các bạn cứ nghĩ xem, khi mà mình thành công được là mình nhờ ai? Nhờ cha mẹ nuôi mình chúng ta có ngày hôm nay. Mình nhờ thầy cô dạy bảo cho mình. Không có cha mẹ, không có thầy cô thì mình không có thể nào ngày hôm nay được. Con xin lỗi cô nha, con thấy con những cái dòng chữ mà cô viết cho con đó, con bức xúc quá cho nên con phải nói lên. Nhưng mà con giấu tên cho nên cô thông cảm gì. Khi mà con cô chắc cô coi cái clip này đó, cô biết con nói ai. Thì chúng ta phải biết rằng cha mẹ chúng ta lúc nào cũng trên hết. Các bạn cứ nghĩ đi, mình ham tiền, mình ham sự giàu sang, mình ham sự phú quý, nhưng cái đồng tiền đó có mua lại được cái tánh mạng của cha mẹ mình không? Có đổi lại được cái sức khỏe của cha mẹ mình không? Mình đừng bao giờ mà ỷ bây giờ mình thành công mà mình quên đi cha mẹ mình là ai. Cái đó là một cái tội rất là ác, cái tội rất là tày trời. Thì sau này mình đối xử cha mẹ mình như vậy, sau này con cái của mình sẽ đối xử lại mình như vậy thôi. Thì lúc đó mình sẽ hiểu rằng là cái nỗi khổ của mẹ mình. Nhưng lúc đó thì sao? Đã trễ rồi, đã muộn rồi. Vì cha mẹ mình đã lên bàn thờ rồi.
Mà mình bất hiếu như vậy đó, chưa chắc gì mình thờ cha mẹ mình nữa. Cho nên ai còn cha còn mẹ thì hãy yêu thương cha mẹ mình cho thật nhiều. Đừng có để cho hối hận, đừng có để cho hối tiếc. Có rất là nhiều người họ cần một cái sự tình thương của cha mẹ đó, nhưng mà không có. Vì sao? Tại vì cha mẹ của họ đã mất. Họ không có phước để được ở với cha mẹ, không có phước để mà được lo cho cha mẹ. Mà trong khi đó, bạn còn cha còn mẹ, tại sao bạn lại hủy đi cái phước đó? Đừng có ỷ mình giàu sang, mình phú quý, mà mình quên đi cha mẹ mình là ai. Cái đó là cái tội rất là tày trời, không có ông trời nào mà không có tha được. Mình đang còn phước thì mình đang tạo ra tiền. Khi mình hết phước thì bảo đảm mình sẽ không còn gì cả. Chứ đừng có ỷ là mình giỏi. Mình không có giỏi đâu. Cha mẹ mình là người đưa đào tạo ra mình. Mình mới có được ngày hôm nay. Chứ không phải mình có trí tuệ, mình học giỏi là coi như mình hơn cha mẹ. Đừng bao giờ nghĩ mình hơn người khác. Đừng bao giờ nghĩ, đừng bao giờ cho ta là ta đây. Đừng bao giờ cho mình là giỏi hơn tất cả mọi người. Em hơi bức xúc một chút. Tại vì nó nói tới mẹ đó, thì em nghĩ tới cái cô ngày hôm qua tâm sự với em. Cô buồn, cô khóc lắm. Cô có mấy người con nhưng mà không có người nào mà trợ hiếu được cho cổ cả. Cổ không có cần những cái sự mà giàu sang, những cái này đó. Cổ tới nhà cổ chơi mà bị đuổi về, cái đó là cái một phải nói là bất hiếu. Cho dù cha mẹ mình có làm gì đi nữa, mình cũng không nên đối xử tệ với cha mẹ mình. Có một người em biết là một đại gia chuyên gia cho gia lãi cao, đối xử mẹ mình rất là tệ lắm, đối xử mẹ tệ, đối xử vợ tệ, mà trong khi đó đi mua nhà mua cửa cho gái. Mà trong khi đó người vợ mình là một người như thế nào? Là một người vợ mình, là một người giúp mình lên công ăn việc làm, nhưng mà lại đi phản bội, lại đi sỉ nhục gia đình bên vợ mình. Có trên đời này á, nó thiệt các bạn, có rất là nhiều người rất là tồi tệ. Họ không nghĩ được cái cuộc đời này nó rất là vô thường. Em bức xúc quá em mới nói lên những cái tâm sự đó thôi. Các bạn hãy thông cảm giùm em nha. Và nếu như mà có đụng chạm ai thì cho em xin lỗi nha. Thôi em không có nói nữa một hồi là em sẽ nói nhiều hơn nữa là cái đó chuyện không tốt, tại vì có nhiều chuyện cá nhân cho nên không có nói được. Thì em cảm ơn các bạn nhiều lắm đã bỏ ra thời gian xem cái video clip này. Em xin tóm lại là cái check 1200 á, cái đợt 2, 1200 đợt 2 đó thì nó rất là mỏng manh, cho nên các bạn hãy chờ đợi nha. Tuy rằng nó mỏng manh nhưng mà chưa, cũng không có ý nghĩa là không có được. Tại khi mà mình có một cái cơ hội thì mình cứ mà hy vọng cái cơ hội đó của mình đi. Vì cái sự việc mà mình đâu có biết được cái chuyện đời nó như thế nào. Em thấy nhiều người mua cà phê quá, chắc em phải vô mua ly cà phê uống thử cho biết rồi. Thôi em cảm ơn các bạn nhiều lắm và em xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Nếu như mà có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký và bấm like, bấm share giùm cho em nha, để mà ủng hộ cái tinh thần cũng như cái nghị lực. Mấy ngày nay em xuống dữ lắm. Thì cái đó là cái sự thật, nó là như vậy. Các bạn ai mà theo dõi em á thì biết em rất là xuống. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nha. Bye bye.